Alo, trong đây là cái video tiếp nối cái video liên quan đến ID Directory Zone Transfer. Nó nằm trong cái chapter cuối cùng là liên quan đến Zone Transfer đó. Là video đầu tiên trong cái chương cuối cùng là Zone Transfer. Đây là cái video thực hành Zone Transfer. Đây là cái video ngắn thôi. Thì trong cái video này mình cần tổng cộng là hai máy tiếp nối cái cấu hình của cái DC01 và DNS01. Thì đây là cái kết quả sau cùng, mình cấu hình là bên cái DC01 đó là cấu hình cái testnet.com, cái nó làm lại ha. Và DNS01 á, bật cái chế độ là DNS01 thì sẽ cấu hình là cái RAMRI zone testnet.com để mà load cái zone bên cái DC qua. Thì để ý kỹ, mỗi lần nó load thì cái số mà SOA Star of Authority nó sẽ tăng lên một đơn vị. Dù mình tạo new host nè, mình tạo đại loại bất kỳ là FF 10.32.0.6 đại loại enter cái thì nó sẽ tăng là F5 cái refresh, nó gọi số 6 và qua bên cái DNS01 F5 refresh cái, hoặc là reload cái zone đó. Reload. Nó sẽ ra số 6 và nó load cái FF qua. Thì bây giờ mình xóa hết làm lại nha. Trong cái này mình chỉ xóa cái phần testnet thôi. Rồi trong cái video này mình là nói về cái hands on zone transfer ha. Ok, check cái địa chỉ IP trước cái đã, check địa chỉ IP. Địa chỉ IP rất là quan trọng nha, mình phải check cái địa chỉ IP trước. Rồi tính gì tính IP config 10.32.0.5 là DNS trở về chính nó luôn. Ok, bên này là CMD IP config 10.32.0.6 NS lookup. Nó gọi lên NCBA chấm CBL. Hồi nãy cúp điện nên cho nên cái máy ảo này nó bị trục trặc nhẹ đi xíu. Ok, DNS trở về 10.32.0.5. Ping sang cái máy DC01. Trong bài lab này mình cần ba máy thôi, hai máy thôi, 10.32.0.5, thấy không? Thấy, ok. DNS01.console.com. Ok, phân giải ngon lành. Này bị server fix lại IP tí xíu là xong chứ không có gì khó khăn. Rồi bây giờ mình làm cái bài lab zone transfer nào. Vào cái mục là dns.mgmp.msc. New zone. RAMRI zone, bỏ cái dấu check này đi, mình không có cần phải lưu trong cái zone của Active Directory chi hết á. Test.com. Ok. NAS do not allow dynamic update. Finish. Xong. Đúng không? Rồi trong cái này, trong cái test.com này mình để kỹ, hiện tại là cái số Star of Authority SOA là nó chỉ là một đơn vị. Bây giờ mình sẽ tạo là new host, mình tạo là DC01, tức là cái tên cái máy này luôn. 32.10 chứ ha. 10.32.0.5 đúng không? DC01.test.com 10.3 nó cho 10.32.0.5 add host.
Ok. F5 cái thì số nó tăng lên. New host. Tạo thêm cái máy nữa là tên là test full qualify, domain name của nó là test.com, test.patch.com, làm 10.32.0.5. Ok, F5 refresh cái Start Authority nó sẽ tăng lên là số 3. Bây giờ mình nhảy sang cái máy DNS01 là máy này. Vào cái phần là DNS MGMT. DNS MGMT là DNS console á. Vào cái mục DNS console. Console. Trong cái DNS này sẽ chọn là cái forward lookup zone testnet, delete đi. Delete cái cấu hình cũ để tạo ra cái secondary zone. Bỏ dấu check này đi, secondary zone. Test.com. Gõ cái địa chỉ IP của DNS của máy chính bên kia, mình là làm máy DC qua 10.32.0.5 đúng không? Ok, kết nối ok, nó có dấu check lên nè. NAS finish. Hiện tại bây giờ nó chưa load đúng không? Mình nhảy qua bên máy DC này cấu hình cho nó load đi. Property vào một zone transfer, chọn only flow and server IDF để chơi B làm 10 chấm mấy 10.32.0.6 đúng không? Là cho phép cái máy DNS01 load qua. Hiện tại nó hiện ra cái dấu chấm đỏ, nhưng mà không sao, cứ ok đi, tại vì hai thằng bên nhau thấy mà. Apply ok. Rồi. Chắc lại cấu hình lần nữa ha. Kiểu này kiểu Ramory Zone Name Server DC01 IP address nè. Cái này sửa IP address được luôn. Muốn sửa thì sửa ha, tùy. Là nhiêu? 10.32.0.5. Done. Để mà cho nó NS lookup ra nó được ngon lành thôi chứ cái gì. Giờ mình refresh lại thì lúc này cái quá trình transfer from master nó sẽ load qua được hai cái record, thì lúc này là cái SOA nó là 4. Bên này mới là 3. Bởi vì nó đóng vai trò là RAM secondary cho nên nó load không có được. Nó không có cho mình tạo host được. 4 ha. Thì bên này là 4 luôn, tức là nó sẽ đồng bộ cái số liệu hết á. Thì cái quá trình nó cập nhật qua lại nó cần một cái khoảng thời gian nhất định ha. Thường là kéo dài từ 5 đến 10 phút. Nếu mà chúng ta chờ lâu quá nó chưa cập nhật qua được thì mình phải là tắt tạm cái firewall để cho nó cấu hình thủ công từ từ lên. Bởi vì cái số lượng zone nó rất là lớn cho nên cái data nó cần có thời gian để mà nó cập nhật qua. Ok. Vậy là 4 ha. Serial 4. Bên này 4. Ok. Kiểm tra lại NS lookup. NS lookup console.com. Giờ mình kiểm tra địa chỉ IP của này rồi. NCBA .cbl. Test chấm test chấm cơm.
Nó phần giải ngon lành ha. DC01 phân giải luôn. Rồi, ok, kết thúc.